Đây là trà hoa cúc thanh nhiệt xịn có tiếng mà ngày nào mình cũng uống luôn. Trà hoa cúc có thể trị nhiệt miệng, làm mát người, giúp dễ tiêu hóa. Tánh tình của mấy người hay uống trà hoa cúc là dễ chịu thấy rõ luôn. Thành phần là có hoa cúc, táo đỏ và kỵ tử, tươi mới mọc múp luôn. Trà hoa cúc thích hợp uống mỗi ngày, tăng cường sau những bữa ăn cay nóng để tránh táo bón.